Hi, chào mừng mọi người đến với kênh Quang Minh Auto Lido. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho quý khách hàng mẫu xe tải nhỏ của Suzuki. Đó là dòng Suzuki Kagi chắc nha, tải được 550 kg. Hiện tại trước mặt quý khách hàng đây là con thùng kính tiêu chuẩn, đóng từ nhà máy nha, đóng thùng kính tiêu chuẩn, không có cửa hông, chở được 550 kg, và tổng tải xe này là dưới 1,5 tấn nha quý khách hàng. Đó là mình có thể vào được đường cấm tải dưới 1,5 tấn. Xe rất là nhỏ gọn, Suzuki đến từ thương hiệu Nhật Bản, sử dụng động cơ là F10A, động cơ Suzuki 970cc, gần 1 chấm, máy gần 1 chấm, máy 4 máy, và sử dụng hộp số là sàn 5 cấp, 5 tiếng một lùi. Xe không có trang bị máy lạnh theo xe, chỉ có trang bị cho mình cái đầu radio FM kết nối Bluetooth với điện thoại. Thì phía trước mặt xe vẫn thiết kế cũ thôi, đèn pha to bản và đèn xi nhan nhỏ dưới cản, cản màu đen, có tem Super Carry, và bên đây thì sẽ có logo kỷ niệm 60 năm, logo Suzuki nằm chính giữa ha. Kính chắn gió nè, có hai càng gạt nước. Lốp thì sử dụng là 512 lốp không gột ha, lốp Yokohama của Nhật. Suzuki thì kính cửa sổ thì quay tay thôi, khóa cửa thì khóa cơ, không phải là khóa điện ha. Đó, rất là cổ điển và truyền thống, và nó bền bỉ theo thời gian thôi. Bên trong thì có rất là nhiều hộc để đồ nè, 1, 2, và ở đây 3 hộc để đồ. Tay lái thì tay lái trợ lực cơ ha, và 2 chìa khóa. Đây cái cần số. Xe thì mua xe, khách hàng mua xe thì sẽ tặng được 2 tấm thảm lót sàn ha, 1 tấm lót dưới và 1 tấm lót ở trên, và một quý đựng hồ sơ chính hãng của Suzuki. Gương chiếu hậu là gương chỉnh cơ thôi, gương rất là nhỏ ha. Xe trang bị rất là đơn giản thôi đó, và đây là cụm đồng hồ công tơ mét, trang bị rất là đơn giản. Xe này sử dụng phun xăng điện tử ha. Ở đây thì sẽ có một cái công tắc đèn mở trong thùng ha, đó mình mở thì đèn cháy, là tất nhiên là đèn trong thùng cháy. Thùng kính tiêu chuẩn đó, bên nhà máy đóng thì thùng này là thùng kính tiêu chuẩn, vách ngoài nóc vách trong con kẽm ha, rất là đẹp. Này là đóng chuẩn của nhà máy luôn, giá xe tầm 283 triệu, hiện tại đang có chương trình khuyến mãi giảm 30 triệu tiền mặt ha. Quý khách hàng có nhu cầu thì liên hệ mình. Đây, cái tay khóa cửa rất là chất lượng. Đây, thùng nè, vết trong, con kẽm, đóng rất là sắc sảo nha. Phía trong thì sẽ có đèn thùng, nãy công tắc đèn thùng mình có chỉ mọi người rồi đó. Thùng thì dài lọt lòng là 1m9, 50 ha, và bề rộng là 1m3 và bề cao là 1m3. Sàn này đóng, sàn này là sàn tiêu chuẩn xe, đóng từ sàn của xe thùng lửng lên ha. Phía sau thì sẽ trang bị đèn thùng đầy đủ cho mọi người. Xe này thì dung tích bình xăng là 32 lít. Đây, chỗ này sẽ mở lớp Sico nằm đây nè, két trong bình xăng. Về trắng bùn thì sẽ in logo Suzuki dập nổi nè, và ở đây sẽ có một cái gù chống đỡ cửa thùng ha. Để mình quay một vòng cho mọi người xem, trên thùng xe thì sẽ có in logo Suzuki lên.
Xe thì bảo hành 3 năm 100.000 cây cho mọi người ha. Chế độ bảo dưỡng thì không có ha. Bảo dưỡng này sẽ không có miễn phí công thợ nữa. Đó, thay vào đó thì giảm trực tiếp tiền mặt cho quý khách hàng là 30 triệu đồng. Hệ thống treo thì phía trước là sử dụng là hệ thống treo mắt qua sân. Đó, lò xo giảm chắn, và phía sau thì sử dụng là nhíp lá. Nhíp lá 5 lá nhíp nha. Và có thanh bộ cân bằng lực phanh theo tay trọng luôn. Đó. Đây hộp số xe. Mua Suzuki xài rất là bền ha, không khỏi phải lo bị hư hỏng vặt. Quý khách có nhu cầu tham khảo xe thì liên hệ số điện thoại bên dưới mình tư vấn cho ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình, và nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.